Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn rất là hấp dẫn có tên gọi là cháo phèo. Đây là cái nồi cháo nấu với huyết nha, niêu hành với tiêu nha. Còn đây là cái cuốn họng của con heo nè. Còn đây là phèo. Phèo mình làm hai món, phèo luộc, này là phèo luộc nha các bạn. Còn ở đây là phèo chiên giòn. Ồ, nhìn hấp dẫn không? Thì chiên giòn. Và cuối cùng là thịt luộc và giò chuồng. Đây, hôm nay mình sẽ đại cả nhà ăn cháo phèo cùng với món nước ngọt. Rồi, mời mọi nhà, mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Mọi người múc một tô cháo.